chiếc xà lan nổi các bạn. Phía kia đang có một chiếc xà lan đi xuống nè. Bên đây hơi ngược nắng ha, nó hơi tối, mong tất cả các bạn thông cảm ha. Tại vì đó có một chiếc xà lan đang lên nữa các bạn, mà xà lan nó không có chạy nha. Mình thấy có chiếc tàu kéo kéo đó các bạn. Kéo tăng tốc lên rồi nha, đặt ga lên nè, đừng lo chiếc hai mùi này khổng lồ thì chứ, không nhận mấy chiếc tàu kéo này lực thì các bạn. Từ xa mình nghe cái tiếng bô, tiếng máy của chiếc tàu kéo rồi nha, khủng khiếp đi. Cuộc hai cọng dây hai bên cẩu trâu của xà lan xuống nè, bắt đầu là lôi. Buổi chiều nắng chiếu từ cái hướng kia chiếu lại các bạn, nên nó cái màn hình nè, buổi chiều nắng thì từ cái phía bên đây nè chiếu về đây nó hơi hơi đen các bạn. Đây anh đang lội lên,
Ồ, ở phía trên mình thấy hình như có chiếc xà lan khẩm đang đổ xuống các bạn. Không biết là có kịp của cái cua này không nha. Xích lên anh ơi. Quá. Chắc cái máy bị hư động cơ thì sao đâu không biết. Bóp càng à, hai bên bóp càng à. Anh tàu kéo này phải siết lên mới được. Ở trên xà lan khẩm dưới này lên đi xà lan nổi. Trời trời kẹp không vậy. Kẹp không đây? Lọt lọt lọt. Có đen rồi. Kìa lấy cái lái lại nạp ga dữ thiệt chứ. Đây anh xà lan nãy anh đi tới đây nè. Anh né hai chiếc ga nữa. Mấy chiếc ghe khẩm nó chạy lên như lúa khẩm. Quá wow, nạp khối gì ra tùm lum hết trơn kìa. Máy xe mà nạp ra khối luôn các bạn. Nạp ra tăng tốc qua cái cua rồi. Chắc anh nghe tiếng còi của chiếc xà lan ở phía trên đang xuống vậy các bạn.
ghe. Ở phía kia lên cũng 2-3 chiếc nữa kìa. Xà lan dưới hơi bự nha. Xà lan đá các bạn. Cái này lọt không đây? Ồ, lọt. Anh nhỏ lại anh chen chứng giữa anh chạy luôn trời. Hai chiếc luôn. Hai chiếc đang lên luôn các bạn. Chế cả nhà. Còn chiếc sau nữa. Xem chiếc này qua cái cua đó nha các bạn. Nghe bầu này anh bảo xuống. Nước chảy thì cũng không mạnh lắm các bạn.
để chiếc xe cuốc ha các bạn. Hai chiếc luôn, một bà chở hai chiếc luôn. Nước bắt đầu đổ hơi mạnh các bạn, bởi vì mấy cái ghe mà cái mũi thâm thẳm như chiếc xe cuốc này thì chạy nó rất là hơi vất vả xíu ha. Và chiếc cầm hai vô nữa nè các bạn. Chiếc tàu kéo các bạn, cái động cơ thì chậm rồi sáu quá hả, cái càng ghê vậy, quá chạy bóp cái càng này. Xà lan này, xà lan 20 các bạn, khổng lồ rồi chứ. Quá nhà bự luôn à. Khủng khiếp cái càng này chứ. Chắc có ghe xuống nha các bạn. Đạp lái vô kịch kim. Rồi có chiếc kè bầu thì xuống bây giờ anh lấy cái lái vô kịch kim luôn rồi. Đây có chiếc xà lan cẩu các bạn, xà lan cần cẩu ha. Ủa,
trên có cái gì đang chạy xuống vậy ta, trên có chiếc ghe bầu gì á, ghe thu mua, ghe thu mua chạy xuống các bạn, một khúc trái cây mà không có thấy. Cái chiếc ghe cao các bạn, trước mỗi cột cái dây đỏ là cái gì nữa.